Mình chào cô chú anh chị và các bạn nha. Mình nhổ cải này nhưng mà mình hái thêm lá cách để mình nấu canh tép rong. Cải này hổm nhiều nguyên một cái thùng này nè, già hôm qua nó ăn hết rồi. Còn như mình nhổ hết luôn. Rồi cải xanh nè, nó non ngon. Nó vô nó bươi nó phá nó ăn được. Cải bươi luôn à. Cải này nó non nữa nè, rồi nó bươi dập hết trơn. Hai Sứ xin chào cô chú anh chị các bạn nha. Dập coi như là mình nhổ hết luôn, để mình trồng lại cái khác. Có cây rau mồng tơi nữa nè, hái luôn. Cái nhà máy giữ quế rồi, quế còn xạ cũng vô nó bư. Có gom nè, nó khó. Giờ đây mình hái mấy chim mướp rồi luôn. Mướp này mình xào gà. Mình thấy nước vô xào gà. Nè, con quặng thế này mẹ cắt. Chung cái ghế thì mới cắt rồi. Còn trái trong kia nữa. Mức non rồi. Mức này vừa ăn thôi. Bỏ đi hả? Rồi. Hai bông mướp luôn. Cái bông này. Mà cầm nước. Cắt cái bông nó ngủ rồi. Cắt luôn. Cắt chích ngoài cũng được. Chích ngoài trong này nó vàng ngắt. Vàng ngắt. Khúc này ngon. Thấy mấy cái nụ nè, ăn nó bù bùi ngon. Đấy, vô đây mình hái cái trái mướp trong đây. Ôi, cái này nó già không trời. Bự rồi chứ đâu già. Màu lớn ghê hồn. Mày bấm nắm gạch xuống mới được. Đứt dây á. Hiểu kiến luôn. Ngay đây mình hái thêm lá cách vô nấu canh chung cải. Mới đọc non. Hiểu kiến vàng. Bữa nó hái trừ lại. Ở cái vàng thường thường nó bò lên nó đu lên mấy cái cây gì đó là tốt luôn. Mình nghe nó là nó như là trái nó ăn ngọt vậy. Này mình nha. Ra ngoài vườn thì mình hái được mấy đọt nữa nè. Đọt này nó bữa mình cắt nó ra đọt non. Cắt ngang gì hết mà cho nó ra cái non lại. Cái cách mình ăn phải cắt sâu sâu vô. Nam mi. Cách nãy non hết sức non. Cái này nó xanh hả mẹ? Ừ, cải như là nó cắt mình đang xanh miếng tép thôi mà. Chừa lên miếng tép nên mình chén ngon mặn luôn. Mức thì là xào gà. Không có chỗ nào tốt tốt á. Cái cây nó bự. Trời, cải là mình bước vào mình trồng là nó cây cải nó bự. Mình trồng nó dày. Vàng nó bò. Mình xạ nó dày nó cây nó nhỏ không. Ủa nhỏ nhỏ thôi luôn hả? Ừ, nhỏ luôn. Chứ để mình đâu có để làm nữa đâu. Để mình trồng nó chắc. Nằm có hồng tê trong đó luôn á. Được mấy cái bông mướp mấy cái nở nữa chị. Ừ, bông mướp nó xào nha. Cái mướp bự chứ thế còn ngon. Nấu liền thích cọt. Mà nấu canh cua rất ngon ghê. Nó còn non vừa ăn luôn á. Nó nướng cháo. Tép trong này mình làm nó lâu mà ăn nó ngon, nó là ngọt. Chịu cháy rồi, tép trong này ăn như vỏ rồi bây giờ. Dăm ăn mặn ăn với canh ngon. Nè. Cái đứa ngủ nướng. Muốn hai đâu? Còn hai đâu?
Nghe đâu rồi, chạy trốn hả? Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? Ai đó? Sức phanh ngon hơn. À, phanh tròn như này. Chấm mướp ớt cũng ngon. Mướp nó mới nó ngon. Cái này đâu rồi? Xích hết cái lô mũi rồi. Nó cầm nó đưa mấy anh kia nó ăn kêu hoài á, đút tới miệng luôn. Đút cái miệng luôn mà. Chưa chưa, nó mang dép vô luôn hả? Ừ, rồi sao mà giờ nó dép vô chơi xong rồi vậy mình bắt mình canh lên nấu canh luôn. Giờ mình nấu canh tép thì mình đâm đâm nhịch nhặt rồi nhìn cho tép vô nước sôi. Thì mình nướng lửa mình xào gà. Gà xào mướp nhớ rồi đó, với ruộng mình mẹ còn nhỏ ở với Hòa Tịnh với ngoại. Cái mùa mà cái túa á. Cái đuổi bắt cái con núm á. Gà nước. Núm ừ, cái xà bầu. Xà bầu. Bầu rồi mướp nữa. Quất xà bầu. Con quất nữa. Nó thơm. Tỏi hành nó thơm mình cho gà vô xào. Trứng bự thôi mà.
cho mướp vô. Mướp này mình xào nó ra nước rồi. Cho bông mướp vô. Canh nha. Để đây mới 2 mướp thôi. Con 10 giờ mới học hả? Xong rồi đi học được rồi. Mình mời cả nhà ăn cơm gia đình mình nha. Ba Chung mời cô chú anh chị bạn ăn cơm với gia đình của ba Chung nha. Con mời ông bà cô chú ăn cơm. Mình có những cơm bên này. Mình xin mời ông bà cô chú anh chị và các bạn vừa ăn cơm gia đình mình nha. Cha vậy ăn cơm nha. Cho cha cái mời đi. Cha thích nước xào nha. Mời cô chú anh chị và bạn cùng ăn cơm mình của hai sướng. Lâu lâu có kêu bắt con Phương bắt gà. Con xào mướp xào bầu kìa. Ăn không nhiều mà dạ, nó đang trứng mà trứng chấm nước ớt mâm mâm nước hơi bự không nước nước chị chấm mới ngon á. Mâm mâm hả? Trời ơi chị chú ba ầm ơi ầm ầm tép này mình phải múc gì nè. Mâm giỏi 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 ba giỏi đồng luôn. Tới được cách không có hao vô tay để trên đầu giỏi luôn. Không âm thật chứ hay giỏi hơn. Giỏi 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 quá giỏi giỏi à. Tao cười nghe cười cười xạo mấy gạo giỏi quá ta ơi. Tay cánh ngon ngon hả? Ngon quá. Giỏi giỏi ơi, giỏi giỏi ơi. Giỏi giỏi vỗ tay không? Giỏi giỏi. Nhìn thôi, mấy giờ cháu ăn nè. Thôi, để đút luôn. Cái gì vậy? Cái đùi. Chim lưỡi bự gì đó. À, âm giỏ vô tay ngon không? Ngon không? Ngon hay ngon không ngon âm 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 sao qua mà đúng rồi sao nha 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 không có nước trộm nha nha được chưa nha sao hết chưa ấy còn kìa còn cho nghe nuốt hết rồi. Còn làm nhóm quê. Hùng Nhi Nhi con hết chưa? Ấm nè. Mâm 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 quá hả? Quá giỏi. Nhẹ hả cả. Nhẹ đây. Ở bên. Ngon. Cầm nhân quan. Con này ăn với canh vừa ăn. Con này vừa ăn không mặn. Rồi dầm chỗ dưới đây gì đâu mà. Con này có bạn con cho hay cho. Rồi. Chỗ bán mặn này à. Nãy vừa ăn. Một lần mới đi thì con con mẹ đi đó tắc xạy á tắc xạy mẹ Nam Hải gì đó nó bán cặp bán cặp đường á hỏi vừa ăn không vừa nó mặn còn hơn muối có ai muốn mặn không bữa mẹ thằng Chung đi mua dạ kiếm chuyện nghi rồi cái gì tắc xạy á cha Diệp á đổ không mặn như khô cá lù đù á ăn không nổi luôn ăn lè à lè này vừa ăn ngon
Thấy nó vừa ăn vậy mẹ với ba chung mới mua chứ nó không đi mất tiêu rồi. Đó, hỏi đi hỏi mặn luôn. Thấy nó móc móc trắng trắng á. Nó vừa ăn ngon lắm. Thì nó là mặn cho đứa mua. Nước mình rất thanh thanh này nè. Thanh nó ngon không? Nước teo. Thanh bự bự dễ teo là vừa. Dạ, thấy nó hú rồi. Thấy rồi đó. Hú. Bà hai hả? Thấy bà hai kìa hú à. Kêu bà hai mâm mâm. Ừ, kêu bà mâm mâm. Bà ba. Kêu kìa kìa có chân kìa. Kêu bà mâm mâm. Bà. Kêu bà mâm. Nhà không sợ gì hơn. Cứ ăn lại đi, nữa đi. Đành nữa gấp ăn đi con. Chịu học đó thì hả? Đi học ăn. Học mấy giờ con mấy giờ? Dạ, 5 giờ. 5 giờ. Con hai ăn xong rồi kìa, con hai về kìa. Bắt lại nha, không cho về nha. Bắt lại nha. Ăn dạ ngon. Ừ. Ăn hả? À. Mầm 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 nào mềm mềm. Con nói cái đùi nó mềm hơn cái miếng ớt bụng. Cái bụng thật nó khảm. Con cái nó mới nửa đùi á. Rồi. Hay nó cục đùi á. Rồi chú ba đã dễ cho. Hai Sướng xin kết thúc với đây cô chú anh chị các bạn. Mình hẹn cô chú anh chị các bạn tiếp theo của Hai Sướng nha.